Mến chào mọi người. Có khá là nhiều người hỏi là thời điểm như này và ly đã như này thì có được kịp Tết hay không, thì cũng chia sẻ mọi người luôn. Nhà hàng về ly lùn, nhà hàng nhá. Ở đây là có cái màu đỏ này. Đấy, màu đỏ và màu vàng. Đấy, màu đỏ màu vàng. Thì thời điểm chẳng hạn là bây giờ là 23 và cái ly này là cũng bắt đầu là lên màu này. Chiều dài của nó thì tầm khoảng để lấy cái thước này, lấy cái thước.